Rồi quá lẹ rồi. Đúng rồi đó. Ôi. Bên kia thì anh em Clan. Clan thì cũng chiều nay tập là trên nghe mới nè. Nghe mới xuống hôm qua. Xuống rất là độc đáo luôn, xuống bằng hai cây cẩu nè. Chỉnh nó chỉnh hoài. Một thì một á. Một đi qua nấu sâu đâu, qua đi chị nè. À, nước xuôi nước nữa dễ đi hơn được nữa. Dạ Cường xin mến chào tất cả những anh chị và fan hâm mộ đua ghe ngò. Thì có thể nói thì hôm nay Cường cũng tiếp tục cập trực cho cô chú xem, đó là chiếc ghe ngò chùa Sàn Ke. Thì chiếc ghe ngò chùa Sàn Ke thì cũng đã tập luyện cũng khoảng trên mười mấy ngày của chú. Thì đối với tốc độ hiện tại bây giờ đó thì với anh em thì đều tập rất là khá tốt. Thì bữa nay thì cũng có hai chiếc ghe, cái đầu đó là những cái bứt phá, những cái tốc độ đó là lên mức 1 và mức 2. Thì tuy nhiên thì buổi chiều hôm nay trời nắng cũng nắng dịu quá, cho nên thì một cái bầu không khí rất là mát luôn cả nhà. Tại cả nhà thấy không, nước sông bây giờ đang lớn. Đó. Quá. Còn hình ảnh hiện tại với cả nhà mình ở đây là thấy một hình ảnh khá là quen thuộc trong cái thời gian qua, thì cũng như tại kênh Cường Caramel. Đây, anh em thì cũng đang di chuyển xuống để thử tốc độ như thế nào ha. Đây có anh em làm chung với Cường thì cũng đang đói quá, đang không để lấy sức coi. Lấy sức coi à. Không để lấy sức anh em con anh em gặp. À, mình đến cái góc này nó hơi cá. Sàn Ke thì đặc biệt được ở là Trường Khánh cả nhà. Chóp phá. Dạ, ôi, quá đẹp đội trưởng nha. Đội trưởng có cái hàm răng rất là trắng tươi nè. Chút xíu đây thì cũng mời cả nhà mình. À chú Lê ơi. Ông mày chồng xin đâu, mà này đây. Của các anh em như thế nào ha. Đây thì bắt đầu những tiếng còi, ghe bắt đầu sẽ di chuyển ra giữa dòng sông. Để cho cả nhà mình chiêm ngưỡng đó là những màn nước rút của các vận động viên sàn đua Sàn Ke cả nhà. Bây giờ đến giờ thời điểm bây giờ thì hiện tại thì nước cũng đã lớn rất là cao. Thì giờ này ánh sáng của mặt trời thì cũng bắt đầu sẽ hạ xuống ha. Thì có thể nói thì ngày hôm nay cũng rất là mát mẻ luôn. Xúc phát bánh nó bánh nó đâu? Mày mua đây bằng lồng ơi. Hồi sáng thì đổ trên. Rất là lẹ cái nhà. Thôi đặt đặt thôi. Rất là lẹ, rất là biết đi cái nhà ấy. Bắt hết rồi.
rất là đẹp.
Sau khi anh em đã thử một vòng xong thì tạm thời bây giờ để làm chút xíu ha, chút xíu tiếp tục rồi cả nhà. Bây giờ nẵm hiện tại bây giờ rất là, nói chung là rất là đẹp luôn. Đâu ơi! Thôi chăm chọc cũng đại ơi! Đâu! Cả đá đôi cả đá chăm chọc! Đâu ơi! Có nẵm hay không hả? Chưa nó chết nó bọn đặc biệt ô lại thằng con tôi chơi nha, tôi năm lần xây 100 á, còn to hơn xây thế nào nghe tầm đặc biệt đến tháng mình phải té mưa chứ, mà mưa điện thoại như quý chứ không nhìn thấy mệt rồi Hả nào? Ha, đây. Rồi sau khi tiếp tục anh em ở Giả Lao thì cũng bắt đầu sẽ trở về chỗ cái này nha cả nhà. Don't go!
Chỗ trốn. Hấp chỗ trốn. Đây thì chiều nay là Clan cũng bơi chiếc ghe mới hạ thủy ngày hôm qua luôn cả nhà. Thì đây thì chuẩn bị tới Khánh Tài là nơi điểm trước thì chỗ Khán Đài A thì nơi tổ chức lễ hội đua ghe go thì hiện nay cũng đang chuẩn bị ha, trang trí này kia. Còn bên Khán Đài B thì cũng đã lắp những cái dàn ghế sắt này cả nhà. Quá đẹp ha, quá đẹp ha. Bữa nay được ngồi ngồi ghe. Ghe quay quay dưới ghe đó cái ảnh nó đẹp hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chia mình còn cái nước để múc ca đi. Múc ca lạnh lạnh miếng ấy. Không lạnh. Ủi mai tròn cái hừng mai mai đó quá. Tắm tròn chân tròn còn bị đó. Ôi ôi. Ôi bà trưởng chưa chưa có bắn xanh mặt rồi. Rất lắc đầu. Đồng hóa đâu? Không cho hủy. Giờ phải âm hủy đó. Nhưng ông thôi đi bịt mai chê chứ không? Không nên chứ. Ông lâu ấy, tối nụ cho em chọc mắn đi. Rồi. Nó qua đi lớn đi. Mẹ tê à. Quá ơi. Tuy lọ được tặng mới. Quá. Ê, bánh mũi tụt mấy mướn á. Thật cái bị ca cho nó quá.
trong đó, tôi trong đó, bắn cho tôi trong đó. Lại cả một bài đi.